Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người đang tiếp theo tôi thực hiện Flan Best Zombie Treatment 3 theo nhá. Và hôm nay tôi sẽ sử dụng Kalon này. Tôi sẽ VS cái này Girogu này và tất cả các zombie đấy nhá. Và tôi bắt đầu vào trận thôi. Thank you.
và tôi tiếp tục chủ đề đi tới cây trồng hoa liên quả và tiền để tặng gôn và bạc. Sau đây tôi xin được kết thúc video của tôi đây. Nếu các bạn hay cho tôi xin một like và nhớ giúp tôi đăng ký ủng hộ kênh tôi nha, và hãy nhớ subscribe kênh của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye, see you again.